Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì gió biển đang đến khu vực xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và nơi đây thì có một cái đoạn rất đặc biệt, đó là khu chợ Châu. Ở chợ Châu thì có lẽ là bán khá là nhiều thịt trâu, thịt bò đặc biệt tại đây. Chỗ khu vực này chỉ một đoạn ngăn ngắn thôi, nhưng mà dân cư khá là phát triển, các doanh nghiệp gỗ tại đây và buôn bán rất là phát triển. Có điều con đường ở chỗ này nó hơi bụi bặm một chút mọi người. Đây, ở đây thì là cầu chợ Châu rồi mọi người, thuộc địa phận xã Hải Nam, huyện Hải Hậu. Và ở kia thì có cái cổng chào. Đó, cổng chào vào xã Hải Nam đó mọi người. Ở khúc cua ở đây thì khá là gắt. À, thỉnh thoảng có những cái lễ hội rất là vui mọi người ơi. Đó là cái nét đặc trưng của vùng quê Hải Hậu. Và cái việc mà tổ chức thế thì đó là cái nét truyền thống và lưu giữ từ bao đời nay. Chỉ một chút nữa thôi thì đã có thể tới được khu vực chỗ bến xe Hải Hậu và một số công ty ở chỗ phía bên tay phải của gió biển đây. Thì đi một chút nữa là phía đền Thánh Hưng Nghĩa, thuộc địa phận xã Hải Hưng, rất là nổi tiếng, được xây dựng theo kiến trúc một cách rất là đẹp, đó là kiến trúc kiểu Gothic. Có rất là nhiều những nhà báo và những cái trang thông tin đã đưa về cái nét đẹp của nhà thờ Hưng Nghĩa thuộc địa phận xã Hải Hưng. Con đường chỗ này rất là rộng mở và đoạn đằng kia thì đã được mới được xây dựng, mở rộng thêm một chút để cho cái khu vực đó rất là nhiều những công ty, và khi tan tầm thì công nhân ra lối đó thì khá là đông, giảm thiểu cái việc tai nạn giao thông. Và thực tế là như vậy, mới sáng nay thì cũng có một cái vụ tai nạn giao thông ngay ở chỗ kia, và một người băng qua đường và góc khuất mà băng qua không kịp và bị xe máy xô vào chỗ ngay chỗ đoạn này mọi người ơi, ngay trước cây xăng dầu Minh Hiếu này. Đây, chỗ này đã được tô những cái chỉ dẫn và cái vạch kẻ đường màu trắng và cái gờ giảm sóc mọi người. Hiện tại thì đã tới địa phận xã Hải Hưng rồi, phía bên tay trái thì là xã Hải Thanh, chỉ cách nhau con đường thôi mọi người. Đường chỗ này rất đẹp, thường thì mọi người về đêm hay là đi tốc độ cao chỗ này và gây ra những cái mối nguy hại và dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Đây thì có một cái nhà nghỉ Vạn Năng. Đấy, nhà nghỉ Vạn Năng và nhà nghỉ Thiên Phú. Ở phía bên tay trái này thì là một khu đô thị xã Hải Thanh đang xây dựng một số cái ngôi nhà rất là đặc biệt tại đây. Thì cái khoảng này thì cũng rất là đẹp đấy, nhưng mà lại sát một cái nghĩa trang, một cái nghĩa địa thì cũng hơi lén tí mọi người. Ai mà sống gần đó thì cũng là mảnh đất đẹp, nhưng mà ai sống không quen thì cũng không thích lắm. Bản thân gió biển thì cũng không thích sống cạnh nghĩa địa lắm, nhưng mà cuộc sống thì có chỗ ở là cũng là tốt rồi, và phải cũng có tiền thì mới mua được ở đó. Bây giờ thì gió biển đi tới khu vực chợ Cầu mọi người. Đây thì là một đoạn rất là ngắn nữa thôi, và chỗ này cũng là một cái nơi trung chuyển khách và đón khách của các bác tài xe khách. Chỗ này là đèn xanh đèn đỏ mọi người này, có thể rẽ phải nhá. Còn chợ Cầu đây thì là một khu chợ rất là nổi tiếng và có từ rất là lâu rồi, từ 12 tháng 1 năm 1952. Và đây là cái bảng hiệu để là có cái chữ là mừng chiến thắng quân và dân từ năm 1952 tại chợ Cầu Đôi. Đó là một cái gần như cái bia đá để sự vinh danh về khu vực chợ Cầu Đôi. Bây giờ thì cháu biển đang đi tới chỗ khu vực thị trấn Yên Định rồi. Người dân ở đây thì buôn bán rất là sầm uất mọi người ơi. Các hàng quán và cửa hàng cửa hiệu san sát nhau, một nét đẹp và một cái sự phát triển không ngừng nghỉ tại
khu phố thuộc thị trấn Yên Định, có thể nói là thành phố Yên Định rất phát triển luôn mọi người. Những cái biển hiệu về đêm thì sáng lực lỡ luôn mọi người, đủ các màu. Những cái ki-ốt nhỏ san sát nhau, liền kề nhau. Và ở đây thì là đất kinh doanh. Thường thì đất kinh doanh thì san sát nhau mà vẫn phát triển được là nơi đây là phát triển kinh doanh rất là tốt. Còn nếu như mà không có cái xu thế, không có tương lai phát triển kinh doanh ở cái khu đất này thì có đầu tư cũng không thể phát triển được. Và kinh tế ở khu vực thị trấn Yên Định này rất là vững và dân ở đây rất là giàu. Còn ở những cái xã ở khu dưới kia thì có lẽ là không được khá giả. Còn ở riêng Hải Hậu, những cái các khu xã mà gần biển thì lại thiên mạnh về kinh tế biển đó, thì Hải Hậu là được một số vùng như vậy. Và dưới khu vực Hải Đường thì lại thiên về trồng cau đó, nhiều tỷ phú cau đã được vinh danh và được nổi tiếng, nhiều trang báo đài đã tới hỏi thăm về. Đôi khi người ta chỉ ươm cau giống là cũng khá là giàu, đúng thời đúng đúng thời điểm. Đây ở đây thì có rất là nhiều hàng quán này, mặt hàng giày dép rồi thời trang rồi điện thoại rồi các kiểu con đà điểu ở đây. Nó cũng được một cái khu khoảng độ một cây đó, một cây thôi mọi người. Xuống qua cầu Yên Định này cũng rất là phát triển. Còn chỗ này thì rẽ trái thì ra chỗ cái đoạn bệnh viện thì cũng được một đoạn thôi mọi người. Ra qua ngoài kia cái là cũng không có phát triển nữa. Còn phía bên kia sông thì gió biển thấy rằng là có những cái hàng quán rất đẹp ở bên kia, phía bên kia đó, phía bên tay phải bên kia sông là có một số hàng quán ăn uống và rất nổi tiếng. Còn ở trong khu đô thị này thì cũng có rất là nhiều những cái quán xá theo một cái xu thế hơi thời đại 4.0 hiện đại và có những cái view rất là đẹp. Đây mọi người có thể thấy phía bên kia là có một cái quán cà phê Hội An màu vàng và trang trí ở bên trong đó rất là đẹp luôn mọi người. Đây là qua đoạn siêu thị rồi đó. Trong khoảng một vài năm trở lại đây thì chỗ này đã được tôn tạo và mở rộng lên cái con đường. Chỗ này thì đã rộng mở và rất đẹp, và trên vỉa hè cũng được trang trí rất là đẹp, lát những cái gạch đá đẹp và làm những cái hàng rào dây xích rất đẹp tại kia. Video clip này thì giáo viên sẽ dừng tại đây thôi. Xin chia sẻ đến quý vị các bạn những hình ảnh về khu vực từ xã Hải Nam đến thị trấn Yên Định. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.